Quá khứ ăn chơi ngang tàn của các chàng rể showbiz, bên cạnh việc làm chồng của các sao nữ nổi tiếng trong showbiz Việt, thì quá khứ của các chàng rể này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cường Đô La chồng cũ Hồ Ngọc Hà, cái tên Cường Đô La hẳn không còn xa lạ với nhiều người từ nhiều năm trở lại đây, từ khi cặp đôi Hà Hồ Quốc Cường công khai hẹn hò kết hôn, sinh con và ly hôn đã tốn không ít giấy mật báo chí. Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có của Việt Nam với khối lượng tài sản ước tính lên tới vài nghìn tỷ. Ngay từ khi còn rất trẻ, Nguyễn Quốc Cường đã nổi tiếng khắp Pleiku vì chỉ tiêu tiền đô, cái tên Cường Đô La cũng có từ khi đó. Được bộc lộ từ khi mới sinh ra, Cường Đô La cũng có cách cư xử khác người, đam mê tốc độ khi còn đi học. Dường như xe cộ là người bạn thân nhất thuở thiếu thời của Cường. 16 tuổi, Cường Đô La đã có chiếc xe mô tô phân khối lớn đầu tiên. Những ngày còn học lớp 12, Cường Đô La đã tự cầm lái một chiếc xe Matic đến trường và về nhà. Sau những rắc rối với trò chơi tốc độ cao mạo hiểm, anh đã chọn cho mình thú vui an toàn hơn là sưu tập siêu xe, nhưng cũng tốn không ít tiền chi cho những con xe đắt đỏ. Raymond Tu, ông xã của Trà My Idol. Thông tin nữ ca sĩ Trà My Idol lên xe hoa vào giữa năm 2014 khiến nhiều người bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là người đàn ông bí mật của cô phải đến ngày cưới mới chính thức lộ diện. Danh tính và quá khứ của người đàn ông này cũng nhanh chóng được tìm ra. Theo đó, ông xã của Trà My tên thật là Tô Văn Đức, nhưng thường được bạn bè gọi bằng tên tiếng Anh là Raymond. Anh được biết đến là một đại gia trẻ tuổi và có thú chơi siêu xe không kém ông xã Hồ Ngọc Hà, Quốc Cường Gia Lai. Khi yêu Trà My, Raymond đang kinh doanh chuỗi nhà hàng karaoke danh tiếng Sài Gòn. Trong một bài phỏng vấn mới đây trên báo, Trà My chia sẻ rằng: "Nhiều người nói chồng tôi làm đại gia, chứ tôi thấy anh ấy chỉ là doanh nhân như bao người và có sở thích chơi xe hơi, thi thoảng mới đổi xe mới. Chị cũng cho biết ông xã là người ga lăng, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Từ khi lập gia đình, nữ ca sĩ cũng ít tham gia vào những hoạt động trong showbiz." Ông xã của siêu mẫu Huỳnh Thanh Huyền. Kết hôn với người chồng hơn mình 27 tuổi, siêu mẫu Thanh Huyền khiến không ít người trong giới sửng sốt và ngạc nhiên. Chồng cô là Nguyễn Quang Minh, giám đốc công ty truyền thông Cát Tiên Sa. Ông được biết đến là ông trùm của hàng loạt sao truyền hình thực tế ăn khách, nổi tiếng tại Việt Nam như The Voice, Bước Nhảy Hoàng Vũ, cặp đôi hoàn hảo The Remix. Ông Nguyễn Quang Minh còn được nhớ đến trong showbiz với độ sát gái có tiếng của mình. Trong vòng 3 năm liên tiếp, ông lần lượt lên xe hoa với ba người đẹp. Siêu mẫu Huỳnh Thanh Huyền chính là người vợ thứ ba. Đến nay họ đã sinh được hai người con. Dương Con, ông xã người mẫu Ngọc Thạch. Đỗ Bình Dương, chồng của Ngọc Thạch, xuất thân từ một gia đình bề thế có tiếng tại Hà Nội. Bố chồng người đẹp, ông Đỗ Văn Bình, là người giàu thứ 39 trên sàn chứng khoán với giá trị tài sản hơn 400 tỷ đồng. Ông xã của Ngọc Thạch có biệt danh là Dương Con, hiện là giám đốc marketing trong tập đoàn của bố. Dù khá trẻ, sinh năm 1987, nhưng anh nổi tiếng là một tay chơi siêu xe ở đất Hà Thành không kém Cường Đô La. Anh cũng thường xuyên góp mặt trong các lễ hội siêu xe có tiếng tại Việt Nam. Đám cưới bạc tỷ của cặp đôi này cũng từng khiến dư luận xôn xao một thời. Ông xã của Phan Như Thảo. Thông tin Phan Như Thảo đính hôn cùng doanh nhân Đức An, chồng cũ của Ngọc Thúy hồi tháng 10/2015, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cái tên Đức An cũng nhanh chóng được mọi người tìm kiếm. Đại gia Đức An sinh năm 1962, hơn Phan Như Thảo 26 tuổi. Ông là doanh nhân Việt Kiều Mỹ Thành Đạt. Được biết, số tiền người đàn ông này đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 đã tới 288 tỷ đồng. Khối lượng tài sản của đại gia này khiến nhiều người choáng váng với hàng loạt bất động sản. Trước khi cưới Phan Như Thảo, ông đã từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Trong số đó, cuộc hôn nhân với cụ siêu mẫu Ngọc Thúy là rắc rối và phiền toái nhất. Trong giới showbiz, đại gia Đức An cũng từng vướng nghi án tình cảm với Hoa hậu Thùy Dung và cụ mẫu Thu Hằng. Dàn Mỹ Nam Việt đình đám góp mặt trong tiệc sinh nhật phủ đầy hoa lãng mạn của Lý Nhã Kỳ. Tối qua 19 tháng 7, tiệc sinh nhật mừng Lý Nhã Kỳ bước sang tuổi mới đã diễn ra trong không gian riêng tư cùng gia đình, người thân và bạn bè. Tiệc sinh nhật của Lý Nhã Kỳ được khen ngợi là xa hoa và lãng mạn bậc nhất. Khán phòng được phủ ngập hoa sắc trắng vô cùng thơ mộng ngọt ngào, ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh của những ngọn nến, giúp không gian tiệc vừa lãng mạn lại vừa sang trọng. Không ít quan khách đã lập tức liên tưởng không gian phủ đầy hoa trong tiệc sinh nhật Lý Nhã Kỳ, không thua kém với những sự kiện kết hôn ngập tràn sắc hoa đình đám.
của làng giải trí châu Á, sân khấu được thiết kế đơn giản với chữ liên lớn nhưng đã khiến nhiều người sĩ khách mời phải trầm trồ về mức độ đầu tư công phu, hoành tráng của chủ nhân. Tất cả tạo nên một tổng thể lộng lẫy, không chỉ làm chủ nhân của bữa tiệc ngỡ ngàng mà các quan khách đều bị choáng ngợp. Điều đáng nói và Lý Nhã Kỳ vô cùng xúc động chính là bởi từng chi tiết tỉ mỉ đến mức hoàn hảo của buổi tiệc là nhờ vào tâm huyết từ vị tổng đạo diễn tay ngang. Đại sứ Cộng hòa Haiti tại Việt Nam và cũng là người bạn thân thiết, ông đã lên dự án kịch bản hơn một tháng nay. Suốt 5 ngày qua, ngày bay liên tục từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, gần như không ngủ để lo lắng cho tiệc tổ chức sự kiện. Ông mong muốn những gì mình làm giống như một món quà sinh nhật gửi đến Lý Nhã Kỳ. Không chọn các thương hiệu thời trang quốc tế như thường thấy, lần này Lý Nhã Kỳ diện đầm đen đuôi cá ôm sát phom dáng cổ điển với phần đùi xẻ sâu gợi cảm. Phần vai áo trễ xếp lớp, tôn vẻ đẹp quyền quý, trang sức kim cương luôn là phụ kiện hoàn hảo, hòa hợp với set đồ tôn vinh nét đẹp sang trọng của người mặc. Mặc dù đích thân Lý Nhã Kỳ tự đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng ekip sản xuất sự kiện lại bí mật đến phút chót phần lớn các hạng mục sự kiện nhằm gây bất ngờ lớn cho chủ nhân. Chính vì vậy, khi vừa xuất hiện tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước những gì ekip thực hiện. Rất nhiều nghệ sĩ thân thiết cũng đã hội ngộ chúc mừng Lý Nhã Kỳ sang tuổi mới như Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn, Ngân Thanh Ly, Bình Minh, Vũ Thu Phương, Hứa Vĩ Văn, Cao Thái Sơn, Phụ Khắc Tiệp, MC Quỳnh Hoa, Lương Bích Hổ. Các nghệ sĩ đã có màn kết hợp rộn ràng bài Happy Birthday và cùng thổi nến mừng sinh nhật Lý Nhã Kỳ. Quay quần bên Lý Nhã Kỳ luôn có gia đình cô. Mẹ Lý Nhã Kỳ không bao giờ vắng mặt trong các sự kiện của con gái cưng, chị gái và các cháu cũng xuất hiện. Hạnh phúc đến mức không thể thôi mỉm cười dù chỉ một giây, Lý Nhã Kỳ đã xúc động chia sẻ trên sân khấu. Hôm nay, Kỳ bước sang tuổi mới, tuổi đủ chững chạc và nghiêm túc để nói những vị khách có mặt tại đây đều có vị trí quan trọng đối với cuộc đời và sự nghiệp của Kỳ. Mọi người đều có vị trí trong trái tim của Kỳ, đều có ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống và tương lai của Kỳ. Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ, đây là lần hiếm cô tổ chức sinh nhật công phu đến vậy cho bản thân. Kỳ biết nếu không có các bạn, Kỳ sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Do đó, Kỳ muốn đây không phải tiệc dành riêng cho Kỳ, mà là lời cảm ơn dành cho tất cả mọi người có mặt ở đây trong dịp đặc biệt này. Lý Nhã Kỳ bồi hồi nói, quá hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của những vị khách đặc biệt đã bay cả ngày tới Việt Nam. Với bạn bè, người thân, Lý Nhã Kỳ đã không ngừng gửi những nụ hôn gió của mình đến với mọi người, dành cho những người thương yêu tại sự kiện, những cái ôm nồng thắm, bày tỏ lòng cảm ơn vô cùng sâu sắc. Tổng hợp những pha lộ hàng nóng bỏng của Sao Việt, sở hữu thân hình rực lửa, ba vòng tương đối chuẩn, đặc biệt là những vòng một hấp dẫn. Chính vì vậy, nên nhiều người đẹp làng giải trí Việt đã không ngần ngại diện những chiếc váy hay bộ đồ mỏng manh xuyên thấu hay những đường xẻ sâu ngút ngàn. Cùng điểm lại những vòng một phản chủ gây thị phi cho mỹ nhân Việt. Người đẹp chuyển giới hương giang idol đã khiến khán giả tròn mắt khi vòng một bỗng nhân nhảy ra khỏi chiếc áo bó sát của nữ ca sĩ. Phương Mai sành điệu gợi cảm trên hàng ghế VIP của một show thời trang, nhưng vô tình chiếc áo khoác sâu, quá rộng khiến vòng một phản chủ và người đẹp chuyển từ gợi cảm thành phản cảm. Ngọc nữ làng điện ảnh Tăng Thanh Hà cũng bỗng dưng muốn khóc như bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô khi vòng một gây thị phi trong bộ ảnh thời trang. Ngân Khánh cũng khóc dở méo dở khi vòng một đang yên đang lành chạy ra khỏi áo. Hoa hậu Ngọc Hân tự tin chống thẹn khi vòng một định phản chủ nhưng đã có miếng dán phòng thủ đỡ cho chủ nhân. Tức tối khi Angel phóng khoáng quên nội y, vòng một định tố cáo chủ nhân. Dương Yến Ngọc điêu đứng vì xẻ quá sâu, mặc rớp tớp khoe vòng eo con kiến nhưng do biểu diễn quá sung. Vật đã phản chủ khiến Hiền Thục thẹn đỏ mặt, nhưng nữ ca sĩ vẫn vớt vát được điểm trong mắt người hâm mộ khi biểu diễn hết mình vì khán giả. Hoàng Yến cũng gợi cảm đến mức phản cảm. Hồng Quế gây nhức mắt khán giả khi vòng một che như không. Chim Công làng múa suýt gãy cánh khi vòng một chạy loạn khỏi váy. Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng dính phốt với vòng một hư không nghe lời chủ nhân. Miếng dán ngực đã cứu thua cho Ngọc Nguyên khỏi lộ ngực nhưng người đẹp cũng được fan hú hồn. Lần này chiếc áo yếm mỏng manh đã không cứu nổi chủ nhân Ngọc Nguyên. Tưởng như kín đáo với tông đen nhưng cách che vòng một của Ngọc Nguyên lại thành phản cảm với chữ ít. Phanh Như Thảo khốn đốn khi vòng một chào ra ngoài.
chiếc váy với những vùng trong suốt đã thấu tận da thịt Phi Thanh Vân. Thái Hà với những khoảng hở vô tội vạ đã không giữ nổi vòng một. Thu Minh có lúc phải cười chống thẹn với những pha biểu diễn quá sung của mình để phục vụ khán giả. Trang Nhung hot hơn bao giờ hết khi vòng 1 lộ thiên. Vũ Thu Phương được fan tảng tò vì vòng 1 định ra ngoài chào khán giả. Tự hào vì vòng 1 gợi cảm nhưng cũng có lúc eo ly Trần xấu mặt với vòng 1 quá hành tráng của mình.